Dạ, một em radio nhỏ xíu. Dạ, tối gác đầu giường này nọ nghe radio cũng có lý lắm ạ. Dạ, sáng uống cà phê bỏ ra nghe đài cũng được. Em nói là radio AM nha mấy bác. Xài hai cục pin 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 3A. Dạ. Hai cục pin 3A. Em thấy ở đây, trong phòng của em này là nó nhiễu sóng nhiều lắm nha. Dạ, tại vì đồ điện tử nhiều. Trong một hai ngày đầu chủ yếu là gió tây đến tây nam ở cái mức là cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng thì từ 1. Celeb mới mua đi làm, trong lúc đang hí hửng để đến văn phòng khoe khoang với đồng nghiệp ấy thì ai ngờ khi xuống cũng ngon thôi mấy bác ha, bác cũng ngon lành á. Trong phòng em mà bác về là ngon á. Trên cái khu vực sẽ dao động ở cái mức là từ 25 đến 27 độ và thấp nhất nó thì có dao động cả từ 19 dây cho đến phone theo máy 21 ha, độ. với Đối lại với dây cái đeo. vùng biển giữa và Nam Biển Đông thì mây thay đổi Rồi đến em nhiều cảm mây, ơn mấy bác. có cái mưa rào và dông, trong cơn dông